Xin chào mọi người, với một thời tiết nắng đẹp tuyệt vời từ Hạ Long. Hôm nay mình sẽ flex cho mọi người một chuyến đi quay du thuyền của mình. Đây là tàu Capella. Các bạn có thể thấy là cái góc ở đằng sau của nó có một cái bể bơi rất là đẹp. Và mình sẽ cho mọi người xem một cái bên hông của nó. Con tàu nhìn thiết kế rất là hiện đại đúng không? Hiện tại bây giờ thì mình đang bay xả pin, là cái hoạt động cuối cùng để bảo dưỡng pin cho flycam sau những chuyến trip mà ghi xả liên tục. Thì mình đang bay từ bên hông lên trên và show được cho các bạn xem. Ở trên cùng đây là cái sun deck, một cái sun deck có rất nhiều ghế tắm nắng, ghế nằm thì bao phê luôn. Và mọi người lên đây mà check in giữa vịnh ý, thì cực kỳ tuyệt vời, tại vì nó không bị vướng một tầm nhìn nào cả. Show cho mọi người xem cái phần mũi của con tàu này, nó rất là hiện đại và bọn mình đã có một cái buổi chiều hoàng hôn cực kỳ tuyệt vời ở phần mũi này. Bây giờ mình sẽ đi về phía cuối tàu cho các bạn xem này. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó sẽ lộ ra ba cái tầng. Check in xuống cũng rất là đẹp. Và đặc biệt là ở tầng trệt, tầng cuối dưới cùng ấy, nó có một cái bể bơi. Bể bơi nó có một cái kính 1 mét và nó chìm ở dưới. Đây cũng là một trong những cái góc check in rất là đặc biệt và thú vị ở trên con tàu này. Ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem trong nội thất có gì nhá. Đầu tiên sẽ là phòng lễ tân này. Đây là phòng đón tiếp khách hàng. Ở trong nó sẽ có 3 tầng cho khách hàng ở. Và mình đặc biệt yêu thích cái hành lang ở tầng thứ 3. Thế nhưng mà mình lại thích ở tầng thứ 2 hơn. Tại vì tầng thứ 2 là tầng gần với khu vực nhà hàng nhất. Các bạn xem cái thiết kế ở trong hành lang đẹp không? Nhìn rất là sang xịn mịn đúng không? Nó được thiết kế theo phong cách Indochina Young nha. Cảm giác nó rất là gần gũi với lại cuộc sống văn hóa Á Đông. Nhưng mà nó cũng rất là sang trọng. Hiện tại mọi người đang check out, thế nên các bạn có thể thấy là đang không có ai ở đây. Điều hay ho ở khu vực nhà hàng này đó là các bạn có thể thấy là nhà hàng thiết kế là full view để cho mọi người có thể vừa ăn vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh của vịnh. Ở một bên thì đang được che rèm lại để tránh cho cái khu vực phòng này nó bị nóng quá trước khi mà đón các vị khách hàng mới. Ok, chào cu Nam nha, một giấy em cũng rất là nhiệt tình hỗ trợ cho đoàn làm phim trong những ngày công tác ở trên tàu. Đây là khu vực sảnh tầng 2. Các bạn có thể thấy nó đang hơi bừa bộn tại vì mọi người ở những phòng này đang chuẩn bị check out. Đây là đạo diễn và sản xuất chính của đoàn làm phim lần này. Và anh đang thực hiện công tác cuối cùng, đó là backup file. Ok, vậy là một vòng đi quanh tàu của tôi đến đây đã kết thúc tại vì pin cũng đã cạn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở những cái chuyến trip job lần sau. Bye!